Xin chào hết tất cả những người ở gần và những người ở xa. Hôm nay với một chủ đề là tương lai của các bạn hoặc là sự thay đổi cuộc đời của các bạn và gia đình bạn. Với tự đề hôm nay, mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn qua một cái clip mà mình ấp ủ trong những năm tháng mình sống và làm việc tại nước đất này để thay đổi cuộc đời thì các bạn cũng phải việc đầu tiên không con đường nào khác chỉ có học vấn mới đem lại sự thay đổi của cuộc đời không những cho bản thân mình mà còn cả cho gia đình và xa hơn nữa là cho đất nước của bạn cho nên với cái clip này hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn đó là cái quyển sách này các bạn đạt được hết cái quyển sách này à. là tiếng đất các bạn nếu hay nữa là quyển sách thứ hai này à. và một điều nữa là phải có cái tiếng anh này. Tiếng anh mà chỉ cần bạn chỉ cần một cái cuốn này đó. ha? Thì bạn có thể làm việc tại nơi mình đang ngồi tại đây, đó là nước đất này. Vì năm vừa qua, năm 2023, chính phủ Đức đã đưa ra một luật pháp và đã quyết định cho những cái nước thứ ba học nghề và làm việc tại nước đất này với một điều kiện anh đủ phải đủ điều kiện bằng cấp ba thứ mà để có được cái visa tại đây thì bạn phải hết cấp hai chứng nhận và có một cái chứng chỉ tiếng đức và lưu tiền cũng phải có một tiếng anh như thế này thì sẽ liên hệ tại đây tại căn nhà này chúng tôi sẽ, sẽ giúp bạn thay đổi cuộc đời với công nghệ hiện tại hôm nay các bạn không cần phải lo lắng cái quan trọng đó là cái điều mà bạn có siêng năng hay không bạn có ước mơ hay không mà thôi bạn có kiên trì như tôi không đó là điều quan trọng không cần bạn phải thông minh mà tiếng ngoại ngữ anh bạn phải đầu tiên là anh phát âm nè, anh phát âm phát âm sao cho nó chuẩn và việc thứ hai nữa là anh phải nghe hai cái lỗ tai của anh phải hoàn hảo rồi. và thứ ba anh phải, phải biết được nhiều từ à vừa nghe vừa tìm vừa có cái handy như thế này thì bạn chỉ bây giờ công nghệ nó 4.0 rồi nó còn chỉ gọi vô một cái và nó hiện lên đó là từ gì liền rất là danh không giống như chúng tôi như ngày xưa rồi mà phải dùng đến quyển sách này giờ phải dùng với cả cái từ điển nó rất là cực ừ. vì lẽ đó à, để đạt mục đích này thì thời gian của các bạn cũng phải là ba năm nếu các cô các chú các bác mà có con độ tuổi chừng 12 tuổi đi từ 12 tuổi trở lên bắt đầu đầu tư cho chúng đầu tư cho chúng là cái gì không cần phải tới tiền phải tốn tiền làm cái gì không cần phải đi trường nữa À, bạn có thể Phải dành cho nó một cái không gian Không gian đây đó là một cái phòng Một cái phòng kính Và đầu tư cho nó Một cái handy Và luôn cả cái laptop Chỉ hai cái này thôi Thì Là ước nguyện Và một điều nữa là phải kiên trì à, phải kiên trì nghe nghe và đọc và luyện tập luyện tập bằng bằng cái gì bằng cái môi của bạn Nên, cái này nè uống bằng cái môi của bạn bằng cái môi của các bạn bằng cái miệng của các bạn bạn phải luyện tập thường xuyên mỗi ngày mỗi giờ ừ. và tôi khuyên nếu mà để để có những cái handy xin để có những cái laptop này, thì chúng ta việc đầu tiên ai cũng vậy cả chúng ta phải cần có cái sự đầu tư đầu tư cho con em mình để nó không những nó tạo ra cho nó một cái kiến thức và tiếp xúc được với những cái người nước ngoài và hiểu được cái thế giới bên ngoài đồng thời sau khi nó tìm hiểu được thì nó cũng giúp được cho gia đình mình một phần nào Và cái clip ngày hôm nay tôi sẽ như là là cái clip đầu năm năm 2020 tháng 1 hiện giờ là tháng 1 ngày 8 ngày 9 ngày 9 ngày 10 vậy đó tháng 1 năm 2024 cố gắng sau cái clip này Mình sẽ chia sẻ từng cái giai đoạn một, từng cái phát âm một bằng tiếng Đức. Hiểu không? Theo cái khả năng của mình sống tại ở đây 30 năm. Và mình có những cái kinh nghiệm gì? Mình chia sẻ trong cái cuốn sách này và với cái laptop này. À, mỗi ngày mình cố gắng đưa lên những cái gì mình hiểu được à, tại cái nước đất này và mình cũng mong các cô các chú thấy cái clip này hôm nay chia sẻ cùng mọi người chia sẻ cùng mọi người để hỗ trợ mình làm công việc kế tiếp nó tốt hơn chứ không có gì cả à. và theo đó đi từ 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 giai đoạn một mình nói đây à từng giai đoạn một mình trước tiên là mình không có có, có mình không có lên cái clip này mình muốn chia sẻ thôi rồi các cô các chú thấy bổ ích cho con cái mình bổ ích cho cháu của mình thì nên liên hệ và trực tiếp ừ. rồi mình sẽ chi chi sẽ trả lời chi tiết cụ thể nó như thế nào nếu quý vị qua đây rồi đã đặt chân trên dưới đất khi mà đã cầm một cái visa mà đặt chân dưới đất đây rồi là có việc làm mà bằng cấp học nghề tại đây nó tương đương với lại bên mỹ còn việc thứ ba nữa bạn ở đây làm được 5 năm thì bạn cũng có quyền được vào quốc tịch ừ. xin lỗi ha. mình quay trở lại đây à để cầm được cái này để cầm được cái này và từ cái này bạn có thể nhảy qua anh qua pháp qua mỹ và Úc, Canada. Mà muốn được cái này thì bạn ngay từ giờ phút này bạn phải có cái này nằm ở trong cái này. Nó đơn giản nó vậy thôi. Hả? sau 5 năm anh làm việc tại đây rồi anh sẽ thi vào anh sẽ thi vào quốc tịch rồi sau đó anh sẽ nhận được cái này từ đây anh muốn tìm đô la không cần lấy ogo nữa thích đi tìm đô la thì hãy nhảy qua mỹ còn thích đi tì tìm sang sờ để để ra nước pháp mà tiếng muốn tìm bản anh nhảy qua anh Engl english quá tuyệt vời đúng không các bạn bốn năm không lâu các bạn ha. tôi nói cho bạn từ đây tới nếu mà bạn có khả năng thì lớp 12 cũng được mà không có khả năng thì hết lớp 10 cũng được. Ha, ngay từ giờ phút này các bác, các chú phải đầu tư cho con em của mình để thay đổi cuộc đời, thay đổi cuộc sống và thay đổi cả gia đình. Ừ. các cô các chú các anh các chị cũng hiểu rồi đó nước đất này là một sau thế chiến thứ hai 40 năm thôi bạn 50 năm rồi bây giờ không khác gì đâu nhất nhì ba thế giới về công nghiệp về nền kinh tế à bạn làm cần hai ba tháng bạn mua cái này khoảng ngàn đồng hoặc là cần bạn mua trái táo cũng ngàn tư bạc mà đó cái công của bạn làm nó phục vụ cái lợi ích của bạn mỹ mãn bạn bạn cái công của bạn bỏ ra thì bạn được cái này Sủng sướng bản thân của bạn Bạn được cái này đó là tôi nói cái vấn đề đơn giản thôi còn về sâu xa nữa thì tôi không nói thì khi đã đặt chân nước đất này rồi à, thì mọi suy nghĩ mọi cái tính toán của bạn trong đây đều trở thành sự thật Ừ. Ở đây công việc ở đây Tùy theo cái ngành học vấn của anh thôi yeah. Học vấn của, của các anh, các chị Ở đây Tôi chia sẻ ngày hôm nay Và những cái ngày tiếp theo Nếu các bạn Hoặc các cô, các chú, các gì cảm thấy cái clip này nó bổ ích bổ ích cho bản thân bạn bổ ích cho gia đình bạn thì nên chia sẻ cùng những cái người Nắp ba nè những cái họ hàng này, để chúng ta cùng tiến và từ đó mình cũng nhận được cái, cái 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 hỗ trợ từ các bạn và có cái động lực tinh thần để mình sẽ bắt đầu làm cái này và đi từng ly từng giai đoạn một để các bạn đạt được cái visa tại Hà Nội hoặc tại thành Sài Gòn để qua đến nước đây Và sau đó là thì vậy. Không những thế và sau nữa bạn có thể đưa cả gia đình bạn bà, bà, qua Mỹ làm việc. Quá tuyệt vời không? Ngay từ giờ phút này chỉ cần 4 hoặc 5 năm là ngoại ngữ của bạn bè phát không cần giống như ngày xưa tôi phải đọc từng lý từng mi tôi phải à, phải đem cái cuốn từ điển này ra à. tôi không cần phải lấy cuốn từ điển này ra à. tôi đâu cần lấy cuốn từ điển này ra. mỗi lần nó đọc đây à. chữ gì chữ gì tôi phải dùng cái từ điển này nè dịch nó ra còn bây giờ không cần bạn bây giờ chỉ là cái này qua cái này đầu tư vào thì bạn sẽ nhận được cái này đơn giản quá mà 3 ngàn thôi bạn cái này cái này cái này từ đây thao xe noi rồi đô la bạn sẽ đứng đây Nếu mà có khả năng Gia đình có khả năng Thì cho cháu nó đi học nè Tại đây cũng được Bằng cấp tương đương với các nước khác Còn bạn nào không có khả năng Thì nên Cầm cái này á cầm cái hình đi này bây giờ không cần cái này nữa cầm cái này lên cầm ngồi vào cái bàn laptop này mỗi ngày mỗi giờ mỗi dây quân vô cái này nghe miệng nói ra phải nói ngoại ngữ các bạn phải nói thì nó mới ra được tiền ngoại ngữ các bạn phải nói thì nó mới ra được tiền còn ngoại ngữ mà các bạn không nói thì không có ra tiền nhớ nha ngoại ngữ học phải nói nói nó mới ra tiền ra đô la ra đô đô oi buổi sáng chào buổi tối chào hello bạn có nhu dung như một thằng kiên bạn học bạn cảm thấy là bạn như là một thằng đi thì đó là ta, bạn đã thành chồng đi, đi bất cứ người nào mà cũng hello hello nếu bạn đã có kiến thức tiếng anh rồi ha, Thế cái này rồi thì qua thằng này rất dễ bạn qua thằng đo chờ này rất là dễ Tại sao không bổ thêm kiến thức cho mình một cái ngoại ngữ nữa Mà ngoại ngữ đất này Nó cũng tương đương Công việc ở đây nó cũng tương đương công việc ở bên mình Anh có cái này rồi anh Anh tiếp xúc ở đây Anh đi mua, đi bán, đi tiếp xúc hàng ngày Đi đi bác sĩ trường hợp anh xảy ra phải đi bác sĩ Đúng chứ chị à. Với đoạn clip ngắn ngày hôm nay Chia sẻ Cùng các cô, các chú, các anh, các chị Nên đầu tư cho cháu Còn việc làm Và học nghề mình sẽ liên lạc để biết thêm cái chi tiết cho nó rõ ràng hơn và chỗ ăn chỗ ở và cái tiền bạc nó như thế nào cái đó là giai đoạn giai đoạn mà giai đoạn gần cuối mình mới nói còn cái giai đoạn đầu hôm nay tháng 1 năm 2024 mình chỉ chia sẻ sơ qua để ai đó thấy cái clip này hôm nay và có ước ao để đi đến đây ngay giờ phút này có tiền có bạc đừng đầu tư ngay hai cái này thì cũng như như tôi ngồi tại đây hôm nay và lời cuối nếu thấy video bổ ích xin chia sẻ cùng mọi, mọi người và nhớ đăng ký kênh để clip sau bắt đầu mình đi vào cái chương trình học vấn từng chữ một từng từ một từng vần một à đó là cái clip hôm sau còn đây cái clip hôm nay mình sẽ xin kết thúc tại đây và xin gửi lời chào hết chào buổi sáng ngày 10 tháng 1 năm 2024. Chích.